cổng xếp hợp kim nhôm 380B chính hãng Giang Sơn. Bỏ cái dây thép ra, để cái dây thép bên này. Dây thép bỏ trên bỏ ra gì? Đó. Cái này là cổng không dây, chạy trên mặt phẳng. Chạy êm không? Cái điều chỉnh đấy à? Vâng, cái điều khiển thì xa. Cái này ngồi trong nhà bấm điện đi, bấm điện đi. Vâng, bấm điện. Bấm điện đi. Dạ, bấm điện vâng. Bấm điện. Mưa bây giờ sang chỗ anh thì tối đẹp lắm kìa, tối. Thôi sang đi. Phải nhưng mà cái này bỏ ra đời để gửi anh tiền.